Kính mời cộng đoàn ngồi. Anh chị em hãy cầu nguyện cho hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Những hoa quả sẽ không được trong tương lai.
con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đáo và suy ân cứu độ cho chúng con. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Người theo đó hoa tinh tuyển sinh ra từ lòng Đức Trinh Nữ. Người đã từng dạy chúng con rằng ai giữ lòng trong sạch thì thật có phúc. Và nên sống của người cùng nêu cao gương mẫu tuyệt vời để đức khiêm tinh. Người vẫn mong ước làm theo thánh ý và khi vâng lời cho đến chết thì chúng con. Người đã hiến dâng chính mình làm của lễ tòa hương thơm ngạt ngào đẹp lòng cha. Người đã dành riêng cho mình những ai vì cha mà về bỏ mọi sự dưới đất để về phụ cha là đấng vi linh cao cả. Và người bao đáng là họ sẽ tìm được kho báu trên trời. Vì thế hiệp với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng cha và tung hô rằng: thank you.
với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giáo Mục Giuse Chúng Con, Đức Giáo Mục Bồ Tát Doan, Đức Giáo Mục Đa Minh và toàn thể hàng giáo sư. Xin nhớ đến tôi cơ Chúa là ông cô an tôn mà Chúa đã gọi ra tôi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ là trên như con Chúa thì cũng được sống ra như Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đã an nghỉ tâm niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly tận trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tốt nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Chính Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse và trăm năm Đức Chính Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Tiền mẫu đại diện cộng đoàn xin bày tỏ lòng biết ơn. Trọng kính Viện Phụ Đoàn, Thánh giá Lê Văn Đoàn, Viện Phụ Hội trưởng Hội Đồng Chư Tôn Thánh Gia. Trọng kính Viện Phụ Chủ tế Đoàn Quốc Phu Trần Văn Thành, Viện Phụ Đăng Viện, Sư Thủy. Kính quý cha Tổng tế, quý bề trên và quý tu sĩ nam nữ các hội đồng. Kính thưa quý ân nhân, và toàn thể quý khách hiện diện trong thánh lễ hôm nay. Trong niềm vui và ơn của ngày cùng cộng đoàn chúng con, có hai em được đón nhận hồng ân tuyên thánh sơ khẩu. Con xin được cùng với cộng đoàn dâng thân tình cảm tạ. Trước hết, chúng con chân thành ghi ơn và cảm tạ Viện Phụ Hội trưởng, Viện Phụ Chủ tế Ban Quốc Phu, quý viện phụ, quý cha viện trưởng, quý chị viện trưởng, quý cha anh và chị em trong hội đồng Kitô Thánh Gia đã nuôi dưỡng và đạo luyện chúng con bằng lời cầu nguyện. Sự hy sinh và gương sáng của các ngài trong đời sống đang tu. Cách riêng chúng con xin dâng lên Viện Hội trưởng tâm tình quý mến và biết ơn sâu đậm về sự hiện diện rất quý báu của người mục tử quý đoàn chiên trong ngày lễ hôm nay. Và đặc biệt chúng con xin cảm ơn Viện Phụ Đoàn Quốc Phu đã đến chủ sự nghi thức khấn sơ khởi của hai em. Cộng đoàn chúng con cùng chúc lành và cầu nguyện cho cộng đoàn chúng con. Chúng con xin trân trọng và tri ân tình thương của quý cha quản sứ, quý cha đồng tế đã hy sinh và hân hoan đến hiệp thông đồng tế cầu nguyện và chúc lành cho chúng con. Sự hiện diện thấm tình bác ái quy về của quý vị trên, quý tu sĩ nam nữ đã khích lệ chúng con rất nhiều. Chúng con xin chân thành tri ân các ngài. Đặc biệt xin kính gửi đến quý phụ huynh và thân nhân của các em tân khấn sinh lòng biết ơn rất sâu xa của chúng con. Cảm ơn quý vị về công ơn sinh thành, dưỡng dục và lòng quảng đại dâng những người con yêu quý nhất của mình cho Thiên Chúa. Cảm ơn quý vị về sự khích lệ và nuôi dưỡng ơn gọi của con em mình bằng lời cầu nguyện và tinh thần hy sinh rất quảng đại. Nguyện Chúa đón nhận lễ dâng chân tình và quảng đại của quý vị. Chúng con chân thành ghi ơn và hết tình cảm ơn quý thân nhân, quý ân nhân và quý khách gần xa, hiện diện cũng như vắng mặt đã đóng góp xây dựng cộng đoàn chúng con về tinh thần cũng như vật chất. Sự hiện diện của quý vị trong thánh lễ hôm nay thật ý nghĩa và quý báu. Chúng con cũng không quên cảm ơn với chính quyền đã tạo điều kiện thuận lợi để chúng tôi tổ chức lễ hôm nay thật tốt đẹp. Và xin chân thành cảm ơn các ban chụp hình, quay phim, ẩm thực, đặc biệt theo đoàn có ban nhạc hòa tấu. Xin với lòng cảm ơn và tất cả những ai đã chia sẻ đóng góp với chúng con trong cuộc tổ chức lễ hôm nay. Một lần nữa chúng con xin chân thành cảm ơn Viện Phụ Hội trưởng, Viện Phụ Chủ tế, quý cha đồng tế, quý vị trên và quý tu sĩ nam nữ, quý thân nhân ân nhân cùng toàn thể quý khách. Sự hiện diện của quý vị trong thánh lễ hôm nay là một phúc lành và khích lệ rất lớn cho chúng con.
Hằng hết, chúng con trên chân thành cảm ơn tấm lòng vị tha của quý vị đối với những thiếu sót của chúng con trong cuộc tổ chức lễ hôm nay. Nguyện Chúa ban muôn hồng ân và đáp tình bội hồng cho quý vị thay cho chúng con. Kính xin quý vị tiếp tục cầu nguyện và chúc lành cho chúng con để đáp lại tình thương quý vị đã dành cho chúng con. Chúng con nguyện Thiên Chúa luôn tràn luôn phúc lành, và chúng con nguyện luôn hiệp thông với quý vị trong tâm tình tạ ơn, cầu nguyện và hy sinh âm thầm hàng ngày trong đời sống nam tu chuyên nghiệp của chúng con. Chúng con chân thành tri ân và cảm tạ. Giờ đây hai chị em trong cuộc đời xin dâng lên việc của hội trường và việc của chủ tế những nắm hoa tươi đẹp để tỏ lòng quý mến và biết ơn của chúng con. Sau đây một vị đại diện thực quyền của các cơ quan.